bao giờ tôi mong đợi được nghe từ xe tăng. Ap Y Hi và Bơ Lắc trên trong cùng một câu. Tôi cũng vậy. Nhưng bằng cách nào đó những từ đó đã quản lý để kết hợp và tạo ra một dự án, một trò chơi cho cả xe tăng và những người yêu thích trò chơi nhàn rỗi. Chúng tôi là đội ngũ cực kỳ tài năng đằng sau nó. Tôi là Ellie. Và trong tập hôm nay của Game 3, chúng ta hãy nhìn sâu vào một nơi mới. Ở đâu trong trò chơi chiến lược trong các trận chiến hoành tráng, tiêu diệt kẻ thù với xe tăng của bạn và kiếm tiền thật. Trận chiến xe tăng. Xe tăng Button là một trò chơi chiến lược FB của U-Team, được phát triển bởi một studio trò chơi con quả, Kosu Kobesan, và được hỗ trợ bằng công nghệ Blast trên bởi AKE. Dây chuyền được thiết kế với một phong cách hoàn toàn mới và một loạt các chế độ chơi, chẳng hạn như Quick PvP, chiến tranh liên minh và chế độ giải đấu. Tư duy chiến lược là điều bắt buộc. Bạn phải sắp xếp đội hình của mình một cách nhỏ bé và giao nhiệm vụ cho các liên minh của bạn để bảo vệ lãnh thổ của bạn khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù và do đó đảm bảo nguồn lực và thu nhập của bạn. Chuyển sang bộ phận hình ảnh và đồ họa. Thực sự không có nhiều điều để nói ở đây. Từ bản demo của trò chơi đến các clip quảng cáo, tôi thấy hoạt ảnh không ấn tượng lắm về mặt thị giác. Nó trông rất đơn giản và đơn giản, và hầu như không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào. Các nhà làm phim hoạt hình đã làm những công việc tối thiểu nhưng nó kết thúc ở đó. Thiết kế của xe tăng ở khía cạnh tươi sáng hơn, với một số xe tăng tương đối kỳ lạ và thú vị. Và theo các nhà phát triển, lấy cảm hứng từ các mô hình xe tăng ngoài đời thực. Nhưng theo ý kiến của tôi, hầu hết chúng vẫn sáng tạo và độc đáo. Vì vậy họ nên làm việc một chút để cải thiện và đánh bóng, hoạt hình và thiết kế tổng thể để thu hút nhiều người chơi hơn. Mặc dù đồ họa không phải là điểm mạnh nhất của trận chiến xe tăng, trò chơi có một chút nhiều tính năng thú vị, cơ chế thú vị và hệ thống cân bằng và thợ lặn để người chơi bù đắp cho những điểm yếu của nhau. Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào chính những chiếc xe tăng. Đặc điểm của trò chơi có tổng cộng 6 loại xe tăng. Mỗi người có những đặc điểm riêng biệt và tất cả chúng ít nhiều dựa trên mô hình xe tăng đời thực, có bề hạng nhẹ, bề hạng trung. Xe tăng hạng nặng, xe tăng hỗ trợ súng tự hành. Và cuối cùng là pháo chống tăng. Xây dựng một chiếc xe tăng, người chơi trước tiên phải thu thập đủ cho các mô hình, bao gồm cả động cơ theo dõi, khung cầm và tháp pháo. Là những NFT có thể giao dịch từ thị trường. Để có được 10 mô hình, người chơi có thể mua trực tiếp từ thị trường. Mua xanh da trời gia vị hoặc sử dụng đá quý để có được một. Ngoài việc sửa chữa và lắp ráp, người chơi cũng có thể nâng cấp xe tăng của riêng mình chỉ với S điểm kiếm được từ trận chiến mà không cần bất kỳ đồng xu hoặc mã thông báo nào. Sau những trận chiến cam go và cam go này, khi xe tăng của bạn đến nhà để xe để sửa chữa những hư hỏng, phục điểm độ bền và chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Bạn đã quen với xe tăng và các tính năng của chúng chưa? Vì đã đến lúc đưa họ ra chiến trường. Giống như các trò chơi khác cùng loại Ap Y Hi thần tượng, sẽ có vô số trò chơi cho người chơi tham gia. Trong một trường hợp xoắn ốc, sẽ có tổng cộng 4 V5 em. V5P liên minh chiến tranh và giải đấu. Hãy bắt đầu với nhiều nhất. Chúng ta quen thuộc nhất với V5 em và V5P. Đúng với định dạng Andan Ap Y Hi, trong phê bạn sẽ sắp xếp và định vị một đội từ 3 đến 5 xe tăng, chiến đấu với chùm và đối thủ trên 10 bản đồ khác nhau, với các mức độ khó khác nhau. Người chơi sẽ thấy đối thủ xếp hàng trước trận đấu để họ có thể sắp xếp đội hình của mình và đưa ra chiến lược để tăng cơ hội chiến thắng. Họ sẽ nhận được vàng và đá quý tương ứng với cấp độ nhiệm vụ ngay cả khi họ thua trận. Chế độ PvP giống như PvP. Ngoài trừ bạn sẽ chiến đấu với những người chơi thực sự và nhận phần thưởng dựa trên thứ hạng. Top 100 và 500 trên bảng xếp hạng Wiki sẽ nhận được vàng và đá quý. Tiến lên, bây giờ chúng ta hãy tập trung vào hai kẻ thú vị hơn nhiều. Đầu tiên chúng ta hãy xem xét chế độ giải đấu xe tăng Button. Họ chỉ là giải đấu điển hình, bạn thấy trong mọi trò chơi khác. Vì vậy tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề này. Nhưng từ điều này, người chơi sẽ có cơ hội giành được NFT siêu hiếm. Vì vậy đó là một cơ hội tốt để cố gắng giành được một gia tài. Và cuối cùng tôi đã lưu chế độ tốt nhất cho Lassi. Alan Ua về cơ bản là một chế độ tội lỗi. Nhưng với một bước ngoặt, hãy nhớ 10 bản đồ cho chế độ PV. Tốt trong một cuộc chiến liên minh, bạn thực sự có thể sở hữu bản đồ này. Cái nào sẽ được gọi là lãnh thổ, nơi người chơi có thể thu thuế, phí và phần trăm chia sẻ từ tổng phần thưởng. Người chơi trong một liên minh sẽ chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ, cũng như lấy nó từ các liên minh khác. Với tính năng này, cuộc chiến của người ngoài hành tinh sẽ chỉ là một tính năng phụ. Như một cô gái bình thường khi thiết lập, sẽ đóng một phần quan trọng trong một trò chơi chung với tỷ lệ cực cao. Chúng tôi đã hệ thống và xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ
với một hệ thống dân chủ. Tôi rất muốn nói thêm về lối chơi. Chúng tôi không chỉ là game thủ, chúng tôi còn là nhà đầu tư. Vì vậy hỗn hợp mã thông báo cũng rất quan trọng để biết. Mã thông báo trai thời gian để làm khá thú vị với tổng cộng 3 mã thông báo. Mã thông báo chính Tibian và 2 Sucker Jersey vàng và mứt. Tibian là mã thông báo giao ước của trò chơi. Chúng có thể được sử dụng để trồng trọt, giao dịch và mua SD. Mặt khác là tiền tệ trong trò chơi, được sử dụng cho hầu hết mọi tính năng trong trò chơi, từ mua set đến tạo liên minh, cũng như một ghe nhất định đối với mã thông báo Tibian. Người chơi có thể nhận vàng bằng cách tham gia vào các chế độ chơi, chẳng hạn như P5M, P5T liên minh và nông nghiệp. Cuối cùng, có đá quý mà 8 người chơi trong sản xuất SD. Người chơi đếm đá quý để làm nông và phần thưởng xếp hạng Willy. Một khi họ nhận được 100 viên đá quý, họ có thể chế tạo một hộp đá quý chứa các mô hình đạt được, một chiếc xe tăng hoàn chỉnh hoặc một viên đá may mắn, một vật phẩm phía sau siêu hiếm với 100 cơ hội tạo ra những chiếc xe tăng thần thoại hay sự hiếm có huyền thoại. Đây là phân bổ mã thông báo của xe tăng Button và trò chơi sẽ được phát hành vào tháng 2 hoặc tháng 3. Theo bản đồ đường đi, 10 chai sẽ được phát hành trên tất cả các nền tảng, bao gồm cả PC, Android và iOS chỉ trong quý 2 năm 2022. Khá sớm so với các trò chơi khác. Và âm thanh sẽ có vào tháng 1. Vì vậy hãy đảm bảo luôn cập nhật để biết thêm thông tin về trò chơi. Vì thế, đó là tất cả những gì bạn cần biết về các tính năng trong trò chơi, động lực cắt và lối chơi. Nhưng với mỗi trò chơi, luôn có một nhóm các nhà phát triển đằng sau nó. Và 13 tân có một đội ấn tượng. Như tôi đã nói trước, Tam Bedo là một sản phẩm được phát triển bởi công ty con của Kosu Corporation. Và trở lại với năng lượng blockchain của AK Chain. Tập đoàn Kosu là một studio game trẻ và đầy tham vọng tại Việt Nam, với nhiều sản phẩm trò chơi được đón nhận. Và Eco là một blockchain cho nền tảng kinh doanh, được hỗ trợ bởi FTT, một trong những công ty viễn thông lớn nhất Việt Nam. AKA chuỗi được nhiều khách hàng lớn biết đến và đón nhận, như Timber Mason Group, ngân hàng RVP và nhiều thứ khác. Các doanh nghiệp được liệt kê trong Fortune Global 500 trên một ghi chú bổ sung. CD của Tamino thậm chí còn nằm trong hội đồng công nghệ lần thứ tư. Không nghi ngờ gì nữa, dự án này có một đội ngũ rất tài năng. Vì vậy tôi nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ cung cấp những gì họ đã hứa. Cộng đồng có những con số này mà chúng tôi đang có, 51.000 người theo dõi và họ có 65.000 người theo dõi. Mặc dù các mốt khá hoạt động, những người theo dõi dường như chỉ thảo luận về mã thông báo, âm thanh tại Ederzak, hiếm khi có cuộc thảo luận về chính trò chơi. Trong kết luận, hãy tóm tắt tất cả những điều chúng ta đã nói về, đồ họa cần ông nhiễm hơn một chút. Các xe tăng khá đa dạng nhưng không quá đặc biệt. Lối chơi, có một số bit khá độc đáo và thú vị. Đội rất ấn tượng. Vì vậy nhìn chung tôi nghĩ rằng, mặc dù trò chơi này không phải là trò chơi đầu tiên thuộc loại này, hoặc cực kỳ độc đáo, nó có một đội vững chắc bị mất đằng sau nó. Vì vậy tôi cho nó lợi ích của sự nghi ngờ, để nói rằng đó là dự án tương đối an toàn để đầu tư vào. Hy vọng họ sẽ làm việc trên những điểm yếu của họ và cải thiện hơn nữa, trở nên thú vị và giải trí hơn theo thời gian. Đó là tất cả những gì có trong ngày hôm nay. Nhớ nhấn like và subscribe. Và tôi sẽ gặp bạn lần sau trong một tập khác của đánh giá trò chơi.